như tất cả các loại hình đầu tư khác, đầu tư vô nhân tài cũng là rủi ro. Rủi ro đó là cái gì? Rủi ro về con người. Thứ nhất, nhân tài luôn luôn thiếu. Tại vì sao thiếu? Như nói ví dụ như các bạn sẽ nhìn thấy cầu thủ đá banh đi. Các bạn sẽ thấy cầu thủ đá banh á, là những cái con người mà hả, họ từ nhỏ họ đẻ ra họ đã có tài rồi. Nhưng mà ai nhìn thấy được cái tài năng của họ? Phải là những người thứ nhất có kinh nghiệm, thứ hai có kiến thức, thứ ba họ đã làm trong cái lĩnh vực đá bóng rồi, để họ nhìn một người họ biết là wow, đây là cái người có tố chất. Nếu như mình rèn luyện, mình tập họ, mình đem họ về một cái khu gọi là cái khu nhà để mình ươm mầm tài năng, mình nuôi như nuôi giống vậy á, thì đến một lúc khi mà mình cần người để mà đá banh á, mình sẽ sử dụng những cái nhân tài này. Nhân nuôi nhân tài nó cũng có một cái rủi ro, như tất cả các loại hình đầu tư khác, đầu tư vô nhân tài cũng là rủi ro. Rủi ro đó là cái gì? Rủi ro về con người. Con người rất hay thay đổi, nhất là những con người mà không có điều khiển được cảm xúc, nhất là con người chưa có từng trải. Ví dụ như ba mẹ của họ là nhà nghèo, họ học một phát, họ tập luyện, họ trở thành cầu thủ đá banh nổi tiếng, họ có tiền rồi đúng không? Những ông bầu có dạy cho họ cách tiêu tiền được không? Câu trả lời là không. Tại vì bây giờ họ sẽ nghĩ là tôi có quyền làm chủ mà, tiền của tôi thì tôi thích xài sao thì xài. Nhưng mà đó là cái tư duy sai. Đã rất nhiều những cái vận động viên hay những cái người chơi về thể thao á, họ giàu lên nhanh chóng và họ cũng sạt nghiệp và họ nghèo nhanh chóng. Bởi vì cái tư tưởng này, nhìn không nói tất cả, nhưng rất ít những người chơi thể thao chịu đầu tư kiến thức vô trong cái phần mà tài chính. Cho nên là khi họ có tiền một cục thì họ nghèo thì sao? Họ nghèo quen rồi, bây giờ họ giàu một phát thì sao? Họ xài như cái thói quen của người nghèo. Ok? Rồi, như quay trở lại, tại sao nhân tài như vậy nó lại rủi ro? Rủi ro đó là em có thể tạo một người biết vẽ, biết đàn, biết hát, biết nhảy, biết đá banh, làm nghệ thuật, biết làm chính trị, vân vân và vân vân. Em có thể đào tạo tất cả những cái người này. Khi còn nhỏ, em biết họ có tài, em cho họ tiền, em cho họ cái nơi ở, em cho họ cái kiến thức, em cho họ cái trí tuệ. Nhưng em không cho họ được cái niềm tin cũng như cái chất lượng cuộc sống, bởi vì đó nó quyết định bởi chính họ. Nếu như họ không đi tìm hiểu bản thân của mình, nếu họ không hiểu họ là ai, em có đưa cho họ một núi tiền, em có đưa cho họ một cục tiền, họ cũng không biết xài làm sao cho nó ý nghĩa hết. Cho nên cái câu hỏi của em là tại sao lại thiếu nhân tài? Không phải là thiếu nhân tài, mà là cái cách dạy nhân tài nó chưa có đủ ở cái đất nước của mình. Chứ còn ở những cái đất nước tan tiến khác á, theo cái kiến thức của chị và theo cái sự hiểu biết cũng như cái sự tìm hiểu của chị á, thì thật ra họ có một cái chính sách rõ ràng luôn. Ví dụ như ở Singapore, em muốn học để làm chính trị gia, em được đào tạo từ nhỏ. Em được đào tạo từ nhỏ tức là sao? Em được rèn giũa, em được đầu tư. Thậm chí cái này là ông Lý Quang Diệu đã làm. Nếu mấy đứa hiểu tiếng Anh, mấy đứa có thể tìm hiểu. Tức là họ đã đăng trên internet luôn, là ông Lý Quang Diệu ông nói thẳng luôn. Tức là để cho một đất nước như Singapore không có tham ô và hối lộ, họ phải tập những cái nhà chính trị gia từ nhỏ. Họ phải chọn lọc những cái nhà chính trị gia làm sao để họ nuôi nấng những cái người đó lên, để họ dạy cho những người đó về giá trị đạo đức, để cho những người đó khi họ làm trong mảng chính trị, quản lý đất nước, họ sẽ không tham ô hối lộ, và quan trọng nhất họ trả lương cho những người làm chính trị ở Singapore rất là nhiều, rất cao, là một trong những đất nước lương mà làm chính trị gia là cao nhất thế giới. Để làm chi? Được lương cao quá rồi còn đòi gì nữa. Thì họ sẽ không có cái cơ hội để họ ăn ở cửa sau. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, những cầu thủ đá banh ở thế giới em nhìn thấy họ mua từ câu lạc bộ này qua câu lạc bộ khác. Nhưng ở trong cái câu lạc bộ đó, ngoài cái là cái gương mặt đại diện của những nhãn hàng, họ còn được học những cái kiến thức khác ngoài kiến thức đá banh. Kiến thức về tài chính, kiến thức về đầu tư, và họ bạn bè với những người cùng đẳng cấp với bạn. Để làm chi? Để cho họ, tôi kiếm ra tiền, nhưng mà giờ làm sao tôi giữ tiền này, rồi giờ làm sao tôi đầu tư. Nói tới đây nó hơi bắt đầu sâu vô rồi, nhưng đại loại chỉ lặp lại. Em có thể là một thiên tài, em có thể là một thần đồng, nhưng mà nếu như mà người khác không nhìn thấy được cái tài năng của em và ươm mầm em đúng á, thì em cũng không gọi là nhân tài. Và ở cái đất nước như đất nước của mình á, nhân tài đang thiếu rất nhiều, bởi vì nhân tài họ đi ra nước ngoài hết rồi. Ok, chị không ngại để nói những cái người như chị, khi chị đi ra nước ngoài chị là gương mặt tiêu biểu của người ta, nhưng mà về Việt Nam có khi không ai coi trọng cái chị, và thậm chí chị cũng không ngại để nói thẳng mấy đứa luôn nè. Chỉ bởi vì cái sự thành công của chị, và chị đang ở nước ngoài, và chị từ một con chuột cống chị ngoi lên chị thành con phượng hoàng, cho nên mấy đứa mới vô đây coi, bởi vì mấy đứa nhìn thấy được là chị này là người thật việc thật. Chứ còn nếu như nói thẳng ra chị mình như vậy ở Việt Nam và chị thành công cũng chẳng ai nghe chị đâu. Bởi vì sao? Bởi vì người Việt Nam mình luôn coi thường một người Việt Nam khác. Nhưng mà khi em là một người Việt Nam và em đi ra nước ngoài và em thành công, tự nhiên em trở thành wow, chị này giỏi quá, anh này giỏi quá, bác này giỏi quá, chú này giỏi quá. Chị không có xấu hổ để nói thẳng vô trong mặt mấy đứa luôn là không phải đâu. Người Việt Nam mình rất giỏi, chỉ là mình chỉ chưa biết trọng dụng nhân tài. Mình để nhân tài bỏ đi rất nhiều, chảy máu, chất xám ở cái phần nhân tài, không cho nhân tài cái cơ hội được quay trở về để cống hiến. Và đó chính là cái vấn đề
ở cái đất nước của mình, chứ không phải là ở cái chỗ là thiếu nhân tài. Phải coi lại cái cách trọng dụng nhân tài, phải coi lại cái cách nuôi nhân tài, phải coi lại cái cách là cho nhân tài cái cơ hội được quay trở về sử dụng chất xám của họ, sử dụng những cái họ học trên thế giới để về làm cho đất nước mình ngày một mạnh hơn. Cái đó là cái mình thiếu, chứ không phải mình thiếu nhân tài. Rồi Nga hỏi là khôn ngoan khác với khôn lõi như thế nào ạ? Tại sao người Việt bị cho là khôn lõi vậy chị? Câu này hay nè. Ok, giờ chị cho em một ví dụ, thế nào là khôn ngoan và thế nào là khôn lõi. Ok, khôn ngoan là vậy, khi em đi làm, ví dụ em vô một cái công ty, xong em học hết được là cái công ty đó nó làm như thế nào, cái xong ông sếp ổng nói là à công ty này quyết định là sẽ định hướng là phát triển ra thế giới, cái xong em ở trong đầu em sẽ bắt đầu tính toán ra thế giới là như thế nào, tầm nhìn thế giới là như thế nào, em bắt đầu tìm hiểu, em mới đi search, em bắt đầu tìm kiếm, cái đó gọi là sự khôn ngoan. Khôn ngoan tức là sao? Em quyết định em sẽ tiếp tục ở lại với cái công ty đó và đầu tư bản thân của em cho cái công ty đó, và khi công ty đó lớn mạnh em chấp nhận rủi ro chứ, tại vì có thể công ty đó sẽ không lớn mạnh, nhưng chí ít em có tầm nhìn chung với cái ông sếp đó. Tại vì sao? Tại vì em ở trong cái công ty đó lâu, em biết ngót ngách ngọn ngành của cái công ty, em biết cái công ty đó vận hành như thế nào, em chấp nhận ở lại sử dụng tài năng của em cống hiến để làm cho cái công ty mở rộng ra, bởi vì khi công ty nó mở rộng ra em là một trong những người top đầu tạo ra cái công ty đó, đó gọi là khôn ngoan. Rồi giờ khôn lõi nè, em vô một cái công ty cũng y như vậy, em biết hết ngóc ngách ngọn ngành của cái công ty đó, cái xong ông sếp ổng nói là công ty này sắp mở bự ra, lớn ra và đi ra thế giới, cái trong đầu em nghĩ nè, mình sẽ đi ra mình sẽ làm đối thủ cạnh tranh với họ, em đem nguyên cái copy của ổng em đi ra em làm nguyên cái công ty y xì giống như vậy. Ok, xong rồi cuối cùng sao? Em phải thất bại thôi. Tại vì sao thất bại? Chị không nói tất cả đều thất bại, nhưng mà em chỉ có thể sống đủ qua ngày chờ qua đời thôi. Nhưng mà nếu như em ở với công ty cũ, em nâng cấp lên, em đã lên một cái tầng mới, số đông lúc nào cũng thắng. Và cái người nào mà người đầu tiên tạo ra một cái sản phẩm gì, họ luôn luôn là cái người mà nắm cái phần gốc gác nhiều nhất, đa phần liên quan đến những cái vấn đề như là technology, hệ thống, kỹ sư hay là những cái gì mà chuyên ngành đào sâu. Đó chính là cái tác phong của người Việt Nam mà. Em tin mở một quán cà phê là 100 đứa sẽ mở 100 quán cà phê y xì vậy. Có kiến thức cứ ngay mở quán cà phê là mở quán cà phê, mở quán cà phê thôi, mở quán cà phê có tiền, nhưng mà có chị học. Ok, hồi xưa chị cũng vậy, chị không có ngụy biện cái chuyện chị cũng từng khôn lõi. Ok, tại sao? Tại vì cái văn hóa ở Việt Nam mình nó như vậy, em không có như vậy, em không có sống được ở Việt Nam. Lúc đó chị dốt, chị thừa nhận chị dốt. Hồi xưa chị dốt, chị cũng khôn lõi à. Chỉ có khi đi ra nước ngoài, chị ở một môi trường lành mạnh, phát triển, cho chị được cái cơ hội phát sáng, cũng cho như cho chị cái cơ hội được hiểu được là à, nếu như mình khôn lõi, mình chỉ đi được đường tắt, đi được đường vòng, đi được đường ngắn. Nhưng nếu mình kiên trì và mình thông minh và mình khôn ngoan, mình đầu tư bản thân của mình, em sẽ trở lại thành một cái tài sản của bất kỳ nơi nào mà em đến, bất kỳ chỗ làm mà em đi đến, bất kỳ cái cộng đồng nào mà em đến, bất kỳ cái tập thể nào cũng muốn có em, bởi vì em trở thành cái tài sản mà họ muốn giữ lại, em trở thành cái tài sản mà họ muốn trả tiền nhiều hơn để có được em. Ok, nếu như em khôn lõi, em chỉ nghĩ cho em. Nhưng khi em khôn ngoan, em phải nghĩ cho tập thể. Bởi vì khi em nghĩ cho tập thể, mọi người sẽ nghĩ lại cho em. Ok, khi em đặt bản thân em vô 5, 10, 15, 20 người xung quanh em để em làm việc, em sẽ có chí tiến thủ hơn. Em sẽ có cái tình yêu thương đồng bào, yêu thương bạn bè, yêu thương đồng nghiệp, yêu thương những cái người xung quanh em hơn. Thì em làm việc nó như thế nào? Hăng hái hơn, chất lượng hơn. Em đi làm, em cũng trông cho tới sáng để em đi làm, chứ em không có trông ở nhà. Em có trông là sáng thức dậy là em không có muốn đi làm, chứ em muốn nằm ở nhà. Đó gọi là khôn lõi. Bởi vì em khôn lõi nên em chỉ muốn có bản thân em, nên em ích kỷ, nên em đi làm em phải kiếm chuyện để em so đo hơn thua. Ok, chị phải nói thiệt một câu vậy nè, người Việt Nam mình nó cái tinh thần đoàn kết nó không có còn như xưa nữa. Chị không có nhìn xuống nha, tại vì chị nói thiệt, team của chị rất đoàn kết, những cái bạn ở Việt Nam đang làm cho chị rất đoàn kết, nhưng chị không phải nói là tất cả những cái team ở ngoài kia đều giống như vậy. Chị không nói tất cả, chị nói vẫn có chứ không phải không. Nhưng đa phần, một là họ được làm với lãnh đạo là người nước ngoài, hai là họ được học cái văn hóa của người nước ngoài, hoặc là họ được giao tiếp đủ lâu với những người nước ngoài để họ hiểu được đoàn kết trong công việc nó tạo ra cái chất lượng như thế nào. Chị nói ví dụ, kênh TikTok của chị từ 0 người theo dõi, trong vòng 1 tháng chị lên 120.000 người theo dõi. Ở Việt Nam mình đâu phải ai cũng làm được cái chuyện đó, nhưng mà khi có tập thể em có thể làm được những cái chuyện rất là vĩ đại. Ok, và đó là những cái mà chị muốn thay đổi các bạn trẻ từ từ. Dẹp cái tư tưởng khôn lõi ra một bên, dẹp cái tư tưởng ích kỷ ra một bên, dẹp cái tư tưởng mà chỉ biết thân mình, biết lợi cho mình ra. Ok, hãy nghĩ đến số đông, hãy nghĩ đến tập thể, hãy trở thành một con người có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, với gia đình, với xã hội. Bởi vì chỉ khi đó thì xã hội nó mới tiến lên, thì em mới có một cuộc sống sung sướng lên thôi. Em đi ra đường em thấy mấy đứa khôn lõi em cũng bực mà. Vậy thì đừng là một trong những đứa đó, hiểu không?
Như thường lệ đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Nếu bạn là người đầu tiên vô livestream, chưa bao giờ coi kênh của Nhi, chưa bao giờ like và share và subscribe, và quan trọng là nhấn nút cái chuông nữa.